Xin chào các bạn. Và bài hôm nay mình sẽ nói tới cái cấu trúc lệnh for chấm chấm x chấm chấm in cái gì đó và viết cái code làm gì đó và kết thúc bằng lệnh next trong cái VBA Excel. Đây cũng là một trong những cái cấu trúc cơ bản và mình sẽ đi vào cái phần ví dụ thứ nhất. Đó là mình sẽ cho giả sử đây có một cái bảng và có giá trị từ 1 cho tới 20 thôi. Và mình muốn viết một cái chương trình nhỏ để thỏa cái điều kiện là hễ mà trong bảng này nếu mà có giá trị mà lớn hơn 12 thì nó sẽ delete đi và chỉ trừ lại những cái giá trị nào mà nhỏ hơn 12 thôi. Đó là ví dụ thứ nhất. Đây mình sẽ demo cho các bạn xem là như thế này. Như vậy, như đây là cái một cái range và mình sẽ viết cái câu lệnh for chấm chấm, tức là cho cái mình sẽ cho cái nó quét qua hết cái range này mà thấy mà giá trị lớn hơn thì nó delete đi và mình gán cái macro đó cho một cái nút nhấn như thế này. Mà các bạn sẽ để ý như này, khi mà mình nhấn thì cái bảng này nó sẽ tự xóa đi những cái giá trị nào lớn hơn 12. Như thế này. Lớn hơn 12, trong đây nó không còn cái giá trị nào lớn hơn 12 nữa. Ok. Đó là cái ví dụ thứ nhất và cái ví dụ thứ hai nữa, mình cũng sẽ sử dụng for x để chúng ta có thể là đây có rất là nhiều sheet trong cái bài này. Ví dụ giả sử mình ở đây có tới 5 năm sheet như thế này và mình muốn là tạo một cái nút nhấn và khi mà nhấn một cái thì nó sẽ hide những cái sheet nào mà mình không không muốn giữ, không muốn là nó show lên đây mà mình muốn ẩn đi. Và cái ví dụ thứ hai là mình cũng sẽ dùng cái for cấu trúc là for x in next ha. Đây mình sẽ demo như thế này. Đây là có nhiều nhưng mà khi mà mình click thì nó sẽ tự giấu đi hết. Ok. Và để vào thực hành, mình sẽ tắt cái file này đi và mình sẽ làm một cái file mới và chúng ta sẽ cùng đi thực hành với nhau với cái cấu trúc lệnh for x in next trong cái VBA Excel. Ok, mình chuẩn bị sẵn một cái tương tự như thế này và mình sẽ đi vào cái phần thực hành là viết dò tìm những giá trị lớn hơn 12 trong bảng tính này. Ok. Như vậy các bạn đã biết khi mà muốn viết một cái VBA thì chúng ta sẽ vào là cái công cụ là developer này. Sau đó chúng ta chọn cái Visual Basic. Và lúc này chúng ta vào chỗ này và chọn là module. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ viết một cái chương trình gọi là mình đặt tên nó. Như các bạn biết là để mà viết được một VBA thì cấu trúc của một cái procedure, tức là một cái chương trình của nó thì bắt đầu sẽ bằng chữ sub, một dấu cách. Sau đó là tên chương trình, giả sử mình nói đây là shape, sub này có tên là đi delete cũng được, đây là tên là delete ngắn như vậy thôi. Rồi mình sẽ viết cái gì bây giờ là mình muốn là for x như thế này. Mình sẽ nói là for Excel in range này. For Excel in range. Thì mình sẽ viết như thế này. Là mình đặt tên nó trước. Khai báo biến là dim. Ví dụ giả sử mình dim gọi là cái cell CL này đi. A range. Để chút nữa. Mình sẽ viết là for. Tiếp tục mình sẽ nói là for x CL tức là cell in range. Range gì mình range ở đây là một cái range. Ở đây nó là từ B8 cho tới F25, B8 F25. Mình sẽ viết vào đây là B8 cho tới F25. Rồi, kết thúc bằng lệnh lệnh next. Như vậy là nó sẽ quét trong lúc đó Excel nó sẽ quét là cho từng cell này trong cái range mà mình vừa cho đó. Như vậy cái cấu trúc là for x và in. Rồi kết thúc bằng next. Mình muốn làm gì mình nói là cell chấm value tức là giá trị của nó mà lớn hơn này, phải lồng hàm if vào if cell này nè chấm value
mà lớn hơn hoặc là bằng, giả sử xóa luôn số 12 thì lớn hơn bằng 12, then thì if thì kết thúc bằng end, end if. Ok, mình sẽ làm gì? Lúc đó thì mình sẽ nói là sell.value chấm sell.clear content. À, viết như vậy thôi. Và mình sẽ đi gán cái nút cho cái macro có tên là delete này để cho nó thực hiện. Như vậy chúng ta chỉ việc là vào insert chúng ta lấy ra một cái nút nào đó, mình giả sử mình để cái nút như thế này. Và mình gán cái chương trình mà mình vừa viết bằng cách là chuột phải assign macro, và mình vừa viết cái tên có một cái macro có tên là delete, mình bấm ok. Và chúng ta sẽ đi test, các bạn để ý như cái này mình vừa cho chạy qua đây thì mình bấm. Các bạn sẽ thấy là nó đã delete những cái giá trị nào mà lớn hơn 12. Hoặc là bây giờ mình cũng có thể viết được là mình có thể đổi lại chút xíu là bây giờ mình muốn là cái nào mà nhỏ hơn 4. Nhỏ hơn 4. Thì delete nó đi. Các bạn sẽ thấy là bây giờ ở trong bảng này có những cái nào mà giá trị hơn 4 nó sẽ delete đi nè. Đây ha. Bấm nè. Ok, nó sẽ là nhỏ hơn 4, nó sẽ delete và trong cái bảng này sẽ không có. Như vậy cái lệnh này for x này á, tức là gì? Nó sẽ quét qua for x cell in cái range này. Tức là nó sẽ chạy qua từng từng ô và nó dò tìm. Nếu mà thấy cái kết quả mà thỏa với cái điều kiện mà chúng ta trong cái hàm if của chúng ta đó, thì nó sẽ thực hiện cái lệnh là clear content, tức là nó sẽ xóa cái dữ liệu đó đi. Ok. Như vậy đó là một cái ví dụ của for x là như vậy. Rồi. Hoặc là chúng ta cũng có thể viết một cái chương trình là để nó giấu, đây có giả sử mình sẽ tăng thêm nhiều nhiều sheet nữa. Và mình nói là chỉ giữ lại cái sheet mà có cái tên là for x này thôi. Còn những cái khác nó sẽ nếu mà không thỏa điều kiện là có cái tên này thì nó sẽ xóa đi. Như vậy chúng ta sẽ viết tiếp một cái chương trình là mình để là một cái chương trình thì viết bằng sub, mình để là 2 sub 2 đi ha, tức là dấu. Rồi như vậy chúng ta lúc này nó là worksheet thì chúng ta đặt đặt tên biến nó là worksheet. Như vậy mình sẽ deem là tên gì đó, ví dụ như là worksheet viết tắt là ws chẳng hạn, hay là cái gì được, y cũng được, không sao, đó là cái biến thôi, wsa worksheet. Rồi, bắt đầu mình cho lệnh for này, for x worksheet ws in sheet, kết thúc bằng lệnh next như thế này. Và bây giờ mình muốn viết là chúng ta muốn viết là gì, if mà worksheet này nè chấm visible, nếu mà thấy nó là mà bằng worksheet chấm name, tên có tên trước, có tên mà bằng có tên là bằng bằng for x này, cái tên này chúng ta copy lấy cái tên này vào. Nếu mà cái name của nó mà bằng cái for x then thì kết thúc bằng end if, trước if thì kết thúc bằng end if, thì worksheet chấm visible, nếu mà có cái đó thì cho nó visible bằng bằng true. Ok, ngược lại nếu không phải thì worksheet đó chấm visible, xin lỗi, visible tức là thuộc tính nhìn thấy sẽ bằng bằng fail như thế này. Và như vậy chúng ta sẽ đã làm xong cái chương trình để nó giấu cái sheet đi, chỉ có sheet có tên là for x thì nó mới nằm ở đó, còn những cái khác nó sẽ hidden. Và chúng ta sẽ đi gán cho nó một cái, chúng ta sẽ gán cho nó một cái nút và mình test cái chương trình mình vừa vừa viết như thế nào. Ok, và mình cũng làm một cái
cái nút như thế này. À, mình có thể đặt tên nó là 2. Để tag để là 2 shift. Ok, chuột phải và chúng ta đi gán cái macro chúng ta vừa viết, tức là câu lệnh vừa viết là cái mình vừa viết là cái chương trình có tên là 2 và bấm ok. Thì các bạn sẽ thấy như thế này. Khi mà mình đây ha, có rất là nhiều sheet và chỉ có nó sẽ giữ lại chỉ đúng một sheet này là visible cho nó bằng chu, còn những cái này thì nó sẽ giấu đi. Và mình sẽ test như thế này. Các bạn để ý là các cái sheet nó sẽ bị giấu đi, nó đã giấu đi hết rồi. Ok. Rồi như vậy mà chúng ta muốn muốn cho nó làm một cái nút nữa để mà cho nó hiện ra thì chúng ta sẽ sử dụng copy cái này xuống và mình tạo một cái chương trình, mình đặt cái tên nó là show đi ha. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ nói là trường hợp này thì chúng ta chỉ cần là for x nó chạy qua từng sheet kiểm tra, nếu mà cái tên nào mà qua cái này thì chương trình này mình không không cần phải viết là nhiều như vậy nữa, chúng ta sẽ viết chỉ cần viết là for x như vậy là kết thúc bằng next, xin lỗi xóa nhiều quá. Ok, thì lúc này chúng ta chỉ việc là để là worksheet này nè chấm vc visible này, tức là cái thuộc tính mà cho phép nhìn thấy á là bằng chu, tất cả những cái nào nó cũng cho bằng chu hết như vậy. Và có cái tên này, có cái tên chương trình mình viết là có tên là show. Ok, như vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta làm một cái nút này, làm thêm một cái nút và chúng ta cho nó, mình gán cho nó là cho nó hạ, cho nó sâu lên, thì các bạn mình sẽ viết là assign macro chuột phải macro và mình gán cho nó cái macro có tên là sâu mình vừa viết. Ok, các bạn sẽ thấy là tất cả những cái sheet ở trong đây nó sẽ được hiện lên lại khi mình bấm này đây. Ok, và bấm cái này thì nó hai đi và bấm này thì sâu lên. Ok, và để mà sau khi sâu lên mà nó sẽ chọn một cái khác, nhưng mình muốn là sau khi nó sâu lên hết thì nó lại quay lại cái sheet này, thì chúng ta viết thêm một câu nữa thôi, xong hết rồi, xong cái lệnh for next đó, mình bắt đầu mình cho là sheet có cái tên là for x chấm select vậy thôi, thì nó sẽ chỉ quay lại như vậy là hoàn hảo rồi. Chúng ta sẽ test lại nè, này là 2 còn cái này là sâu, các bạn thấy là nó là chọn lại cái này và nó các cái này là nó sâu đó thì nó sâu ra hết, và đây là 2 đi sâu ra. Như vậy chúng ta hiểu cái lệnh for x là gì. For x, giả sử mình nói là for x mình đặt tên nó là WSA worksheet. WS này là nó là một cái biến nên chúng ta hoàn toàn có thể đổi cái này là mình đặt biến nó đặt sao cho nó dễ nhớ, nên để là WS thì nó là gần worksheet để dễ nhớ thôi. Chứ thực ra chúng ta vẫn có thể để đây là dim y, tức là đặt tên biến y là worksheet. Thì lúc đó mình chỉ viết là for x y, đúng không? For x y. Đó là x y này mình nó đang hiểu là worksheet, for x worksheet in sheet, tất cả những cái sheet đó thì có y chấm visible bằng chu, thì nó cũng tương tự như vậy và nó không ảnh hưởng gì cả, mà mình cũng vẫn nó vẫn chạy bình thường là như vậy thôi. Như vậy chúng ta hiểu được là trong những cái trường hợp mà chúng ta muốn for x nó chạy á, chạy hết những cái trường này á, thì là cái for thứ nhất là cái mà biến á, biến y, giả sử biến y này nó là worksheet thì nó sẽ phải là nó là con của sheet có chữ s, có nghĩa là nhiều sheet là nằm trong cái sheet này, nó phải là cái tổng thể. Cũng giống như ở trên này mình nói là range for x cell in range, cái chữ này mình có thể hoàn toàn mình để đặt biến nó là y hay a gì đó cũng được, tại vì nó là biến thì là do người lập trình đặt nên nó là đặt tên giống như tên con, mình muốn đặt tên gì thì đặt thôi. Thì mà như bây giờ sử cái cell này nó là một cell, tức là một range ở trong cái range lớn này. Như vậy khi mà chúng ta là cho lệnh for x, nó sẽ là for x cell, có nghĩa là cho mỗi mỗi cái range này nó sẽ hiểu là for x range in range này ha, for x range in range này
Tức là nó phải là cái thằng mà for x gì đây, thằng này phải là con của thằng kia. À, thì nó sẽ chạy được, nó sẽ chạy qua, nó sẽ dò từng từng ren, à, từng ren một. Như vậy cái này trong cái VBA ren nó cũng có thể ren rộng, nhưng mà một cell như thế này nó vẫn hiểu ra là một ren. Nó sẽ chạy nó không biết là nó sẽ chạy xuống trước đi như hay là xuống qua đây trước, nhưng mà chắc chắn nó sẽ chạy cho chạy từng từng qua từng cái, xong rồi nó xuống rồi nó đi tiếp, nó quay quay qua quay, nó đi dò cho hết cái mảng này thì thôi. Ok, đó là cái cấu trúc của lệnh for x. Có thể mình nói các bạn cũng thấy khó hiểu thì các bạn có thể comment gì thêm để mình có thể mình cải thiện. Để mình làm cái kênh này mình chỉ mang tính là để mà chia sẻ cái kiến thức với những anh em có cái nhu cầu trong công việc. Cái VBA này thì đó là cái hàm cơ bản, như hôm trước mình nói là chỉ cần các bạn về cấu trúc của Visual Basic mà áp dụng cho Excel á, bắt buộc phải biết được, muốn lập trình được các bạn phải bắt buộc là phải biết được cái hàm, thứ nhất là hàm if then end ha, như trước mình nói ha. Cái thứ hai là for next, for x, rồi select key, rồi cái cuối cùng là do right loop. Các bạn biết bốn cái cấu trúc lệnh cơ bản đó thì các bạn có thể là viết những cái chương trình riêng cho mình được. Dĩ nhiên là chúng ta phải thực hành nhiều. Và mình xin dừng bài ở đây. Các bạn thấy hay thì các bạn có thể đăng ký kênh với mình để theo dõi những cái bài tiếp theo. Và bài tiếp theo mình sẽ nói tới bài cái lệnh là select key. Select key. Và bài tiếp nữa chúng mình sẽ nói về cái do while loop, một số cái ví dụ để các bạn có thể hy vọng là cũng có thể giúp ích cho các bạn được phần nào. Xin chào tạm biệt.